Tôi là người luôn dành thời gian của buổi sáng cho bản thân mình. Đây cũng là thời gian tôi thích nhất trong ngày vì được làm mọi thứ cho riêng mình. Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ bạn không kiểm soát được. Thứ dễ kiểm soát nhất luôn là mình ăn gì. Và muốn kiểm soát được thì hãy tự vào bếp và nấu nó. Bữa sáng là vô cùng quan trọng và thực ra cũng không tốn quá nhiều thời gian. Hãy cùng chị Anh vào bếp và chỉ trong ít phút tới đây, chị Anh sẽ cho bạn thấy cách làm một bữa sáng thật đơn giản, dễ làm, ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Chào các bạn lại đến với chương trình 7 phút cho bữa sáng. Có thể có nhiều người thắc mắc về con số 7 này. Thực ra đây là thời gian tối thiểu chị Anh dành cho mỗi bữa sáng của mình. Thời gian để dành cho bữa sáng của mình bao gồm thời gian chế biến, nấu ăn thì tất cả có thể nhiều hơn 7 phút. Tuy nhiên, đối với chị Anh, bữa sáng vô cùng quan trọng. Vì vậy có thể chị Anh còn bắt đầu chuẩn bị từ tối hôm trước và đến sáng hôm sau chuẩn bị nhanh chóng thì cũng vẫn có thể có một bữa sáng ngon miệng và không mất quá nhiều thời gian. Phương Tây có câu: hãy ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một người nông dân. Điều đó chứng tỏ bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày. Vì vậy, bạn nên dành thời gian để tự chế biến món ăn sáng của mình để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho cả bạn và gia đình bạn. Trở lại với món ăn ngày hôm nay, chị Anh sẽ làm món mì trộn nấm và kim chi. Món này là một món rất là điển hình ẩm thực của châu Á vì có nhiều màu sắc, nhiều hương vị và có những giòn mềm chua cay khác nhau trong cùng một bát ăn, rất là thú vị. Mì trứng, kim chi, nấm hương tươi. Đây đều là những nguyên liệu chị Anh thường có trong tủ lạnh và có thể dùng để nấu bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ làm nước sốt để trộn mì. Các bạn cần một cái chảy cối. Chị Anh sẽ dùng khoảng 3 đến 4 thìa vừng trắng đã rang và một thìa đường, rồi dã với nhau. Đường sẽ giúp cho vừng vỡ và toát ra mùi thơm tinh dầu của vừng. Bắt đầu thấy mùi vừng tỏa lên rất thơm. Chúng ta quấy sốt. Mình sẽ cần 2 thìa canh xì dầu, 2 thìa canh giấm gạo và 2 thìa dầu mè. Đối với món này, chị Anh dùng chủ yếu là các gia vị Hàn Quốc. Mùi vừng với dầu mè bây giờ rất là thơm. Các bạn có thể nếm một ít xem vị đã vừa chưa. Vừa chua, vừa ngọt, đậm, để thơm mùi vừng. Như vậy là sốt đã xong. Và đây là yếu tố quan trọng nhất của món ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta chỉ cần thái nấm. Món mì này là mì chay nên là thay cho thịt thì bạn sẽ có chất đạm từ nấm và vừng, trứng. Không phải lúc nào cũng cần lấy nguồn đạm từ thịt mà chúng ta nên ăn đạm cả nguồn thực vật lẫn động vật thì sẽ cân bằng nhất cho cơ thể. Giờ chị Anh sẽ lấy nước luộc mì. Để tiết kiệm thời gian, mình sẽ trần mì và luộc trứng cùng một lúc. Để sẵn 2 quả trứng vào đây. Khi nào sôi thì nó sẽ thả vào. Hôm nay chị Anh luộc trứng lòng đào nên chắc là sẽ cần khoảng 6 phút cho trứng ở trong nước sôi. Còn trong lúc chờ đợi thì chị Anh sẽ xào nấm.
hai tay, hai việc. Đây gọi là khả năng multitask, làm nhiều việc cùng một lúc. Thả nấm vào xào cùng với muối tiêu, giảm lửa xuống nếu như là lửa quá cao, không nấm sẽ bị cháy. À, một ít muối, nấm sẽ bắt đầu tiết ra nước. Bạn đảo nhanh. Khi nào nấm trong trong một chút thì chín. Nước rất là ngọt. Nước của nấm có thể giữ lại, lát nữa trộn cùng với mì cũng rất ngon và thơm. Rồi, bây giờ nước đã sôi. Được thả mì rồi. Mì này có thể trần trong khoảng 4 đến 5 phút là vừa. Cho một ít muối vào để mì có thêm vị đậm. Thay cho mì trứng, bạn cũng có thể dùng mì soba hoặc là miến Hàn Quốc. Nơi trên dùng mì trứng vì mì trứng nhanh chín và cũng đang có nhiều mì trứng ở nhà. Trang chiếc mì vẫn còn một ít độ giòn nên bây giờ Trang sẽ lấy mì ra trước. Xả nước lạnh để cho mì ngừng chín. Tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị xong và chỉ còn một bước cuối cùng, đó là trộn mì. Sau đó đổ nước sốt lên. Trộn mì lên. Bạn có thể nếm một sợi mì xem đã vừa đủ vị chưa. Nếu chưa đủ thì thêm sốt. Thêm một ít nữa thôi cho thơm. Bây giờ ta sẽ cho nấm lên trên, dưới một ít nước xào nấm lúc nãy cũng được, tùy mức độ ăn cay của bạn thì mình có thể cho nhiều hoặc ít kim chi, và cuối cùng là một góc dưa chuột cho mát và thêm độ giòn cho món mì này. Sau một ít hành xanh và giữa bát, chị anh sẽ cho một quả trứng luộc. Tách làm đôi ra. Trứng luộc lòng đào rất đẹp, có đầy đủ màu sắc. Giờ chị anh sẽ ăn thử luôn. Mì rất là mát, có đầy đủ vị chua ngọt và thơm của dầu mè. Ăn kèm với một ít kim chi. Nếu cay quá thì cắn một miếng dưa chuột cho mát. Món mì này thực ra rất đơn giản và dễ làm, nhưng yếu tố quan trọng nhất đó là nước sốt của bạn phải vừa miệng. Chúc các bạn thành công!